Xin chào tất cả mọi người ạ. Em xin giới thiệu, em là Theo, nhân viên của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Thì hôm nay trong cái video lần này thì em sẽ giới thiệu với cả nhà về cái cặp dao đi rừng của bên em. Đây là một trong những cái cặp dao mà rất được mọi người ưa chuộng. Nó là cái cặp dao đi rừng mini. Thì mọi người nó rất là nhỏ gọn, thì mọi người có thể bỏ vào ba lô đi bất kỳ đâu mà mình thích. Thì hai cái sản phẩm lần này mà em muốn giới thiệu, nó có mã của mã rìu là R05A và cái mã dao đi rừng, dao mèo đó là M15DD. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái mẫu dao M15DD. Đây là cái mẫu M15DD, mẫu dao mèo mini. Cái mẫu này thì nó cũng chưa phải là mẫu dao nhỏ nhất ạ. Bên em có cái mẫu dao nhỏ nhất đó là M10DD cơ ạ. Nhưng mà cái mẫu dao này thì nó vừa hợp lý và nó cũng vừa đẹp luôn. Đây mọi người có thể thấy, cái mẫu dao này thì nó, cái vỏ gỗ và cái cán dao của nó thì được làm từ gỗ cẩm chỉ. Gỗ cẩm chỉ là một loại gỗ quý hiếm, dai bền. Đây, gỗ cẩm chỉ là một loại gỗ quý hiếm, dai bền và nó nên vân rất là đẹp ạ. Các anh chị có thể thấy. Đấy, đây là vân của cái con dao này, cái vỏ dao nên vân rất là đẹp. Cái vỏ dao này thì còn được tết dây mây, tết dây mây bằng dây mây và có cái dây gai này nữa. Ngoài ra thì còn được tết cái đồng xu, nhìn trông rất là đẹp. Còn đây là cái dao này thì nó có cái chiều dài lưỡi vào khoảng 15 cm. Độ rộng của lưỡi dao thì vào khoảng 4 cm. Còn độ dày của sống dao thì nó vào khoảng 4 ly. Đấy, các anh chị có thể thấy cái cán dao này, nó là gỗ cầm chỉ nên vân rất đẹp ạ. Cái khâu dao ở đây thì được làm bằng đồng các anh chị nhé, đồng đỏ ạ. Khâu và chốt dao được đinh tán bằng đồng đỏ, nó rất là chắc chắn ạ. Bây giờ thì em sẽ tra dao vào trong vỏ dao để các anh chị xem nhé. Đây, bên em có cái lớp khóa dao. Các anh chị khóa dao xuống. Dao rất chắc chắn và không bị rơi ra. Khi mình mở ra thì mình kéo cái này ra, rút dao ra. Đó. Đây là mẫu dao M15DD của bên em. Dao mèo này thì nó rất là nhỏ gọn, nên là các anh chị có thể mang đi câu. Các bác có thể mang đi câu, đi rừng. Mình thái lọc hoa quả, hoặc là mình bắt được những cái con cá hay là con tôm ấy, thì mình cũng có thể chế biến được. Đấy, đây là mẫu dao, dao mèo. Còn cái mẫu dao thứ hai mà em muốn giới thiệu với cả nhà đó là cái mẫu rìu. Mẫu rìu này thì nó có mã là R05A. Nó cũng là một trong những cái mẫu rìu rất được ưa thích. Nó là mẫu dao, mẫu rìu mini nên nó rất là nhỏ gọn ạ. Thì các anh chị có thể thấy này, em cầm trên tay nó rất là nhỏ gọn. Đấy, em cầm trên tay rất nhỏ. Thì cái thông số của nó ấy, thì cái độ dài của cái lưỡi rìu
từ cái sống rìu đến lưỡi rìu nó chỉ vào khoảng 11 đến 11,5 cm, còn cái độ rộng này nó chỉ vào khoảng 6 đến 6,5 cm thôi. Đây anh chị có thể thấy cái sống rìu thì nó vào khoảng sống rìu này thì nó vào khoảng 3 đến 3,5 cm. Đây các anh chị có thể thấy. Các bác thợ rèn bên em rèn rất là đều ạ. Cái cán rìu này thì cũng được làm từ gỗ cẩm chỉ các anh chị nhé. Gỗ cẩm chỉ là một trong những loại gỗ nó không thấm nước, không bị mục mủn, nên là các anh chị có thể yên tâm sử dụng. Ngoài ra thì ở dưới cái thân rìu này thì nó còn có một cái lỗ nhỏ này, thì các anh chị có thể đây cái lỗ nhỏ này ạ. Các anh chị có thể đeo một cái dây vào đây, mình có thể treo rìu nên để trang trí cũng rất là đẹp ấy. Đó, vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu với các anh chị về cái cặp dao đi rừng của bên em. Nó gồm có một chiếc rìu mini và một chiếc dao mèo. Thì cái cặp này nó rất nhỏ gọn và tiện lợi để mình để ba lô trong mọi chuyến đi. Thì nếu mà các anh chị yêu thích cái cặp dao đi rừng này thì có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0987 240 733. Hoặc các anh chị cũng có thể để lại số điện thoại và bình luận dưới cái bài viết này nhé. Thì bên em sẽ liên hệ lại với bên mình ạ. Ngoài ra thì các anh chị có thể tham khảo thêm các sản phẩm của bên em qua website là giaophucsen.vn hoặc htx.giaophucsen.com nhé. Bây giờ thì em xin phép kết thúc cái video này ở đây. Xin chào tất cả mọi người ạ.